kỷ 20 là thế kỷ của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhiều nước trên thế giới. Trong dòng thác nhân loại bị áp bức đứng lên chống đế quốc giành quyền độc lập, Việt Nam nổi lên là ngọn cờ đầu với những chiến công đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Đường Trường Chinh nửa thế kỷ chiến đấu giành độc lập tự do thấm bao xương máu đồng bào chiến sĩ và ghi nhớ bao công lao của các thế hệ từng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trong đó có người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu. Là một trí thức sớm đi theo đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Võ Nguyên Giáp là người được Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, ngọn nguồn của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ đứng trước kẻ thù xâm lược với đội quân nhà nghề đông gấp vạn lần, vũ khí hiện đại. Vậy mà tin vào thắng lợi tất yếu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh và sức mạnh quật khởi của dân tộc, đội Việt Nam giải phóng quân đã thề đánh thắng giặc để giành lại độc lập tự do. Niềm tin ấy thành sự thật, càng đánh quân đội ta càng lớn mạnh, càng trưởng thành. Vì tổng chỉ huy của đội quân trăm trận trăm thắng lần lượt chôn vùi cơ mưu của biết bao danh tướng của cả Pháp lẫn Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành người chỉ huy tiêu biểu của quân đội ta suốt nửa thế kỷ chiến đấu. Tên tuổi của Đại tướng vang theo những chiến công hiển hách của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến, không chỉ được nhân dân nhiều nước đang đấu tranh giành độc lập dân tộc hô vang Việt Nam Hồ Chí Minh Giáp Giáp, mà được ghi trong nhiều trang sách. Từ điển Bách Khoa nước Anh mới xuất bản có chuyên mục giới thiệu Võ Nguyên Giáp, xếp ông vào hàng danh tướng kiệt xuất của mọi thời đại. Với cán bộ chiến sĩ và nhân dân ta, vị Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp từ lâu vẫn là người anh cả thân thương của lực lượng vũ trang. Chúng tôi theo chân Đại tướng ngược dòng Kiên Giang tìm về làng nhỏ An Xá, huyện Lệ Thủy, miền Tây Quảng Bình. 90 năm trước, người anh cả của quân đội chúng ta ra đời ở làng quê nghèo dưới chân dãy Trường Sơn này. 90 năm là bao cuộc bể dâu. Làng xưa giờ đã khác, không còn vách đất mái siêu. Người xưa giờ cũng đã khác. Đứa con của làng thành đại tướng sau cuộc Trường Chinh, tóc đã như mây. Nơi này ngày ấy, thân sinh của đại tướng, cụ Võ Quang Nghiêm mở trường dạy trẻ. Nhà nho yêu nước đêm đêm trong đèn đọc sách của các bậc tiền nhân giàu lòng yêu nước thương nòi cho con cháu nghe. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cụ bị giặc Pháp bắt đem về giam ở Huế. Tên quan Pháp hỏi sất: sao ông không biết dạy con để nó chỉ huy quân phiến loạn Việt Minh chống Pháp? Cụ giáo cười bảo rằng: tôi sinh con ra, chưa kịp dạy thì nó đã sớm bỏ nhà đi làm cách mạng. Nay muốn dạy thì còn mô mà dạy. Vậy nhờ quân đội Pháp bắt dùm về đây để tôi dạy thử coi con nó có chịu nghe không. Bọn giặc Pháp tức giận tra tấn cụ dã man rồi đem thủ tiêu bí mật. Mãi đến sau ngày giải phóng, gia đình mới đưa được cụ về yên nghỉ ở quê nhà. Thân mẫu của đại tướng là cụ Nguyễn Thị Kiên, cháu nội của một lãnh binh Cần Dương chống Pháp hồi đầu thế kỷ. Bà là kho chuyện về làng, chạy vào Ngàn Sơn tránh Pháp khủng bố. Ở đó, trong Ngàn Sơn, có nhiều trai tráng nuôi chí đánh quân xâm lược để trả nợ nước, thù nhà. Là bao là ai cũng mến ba hết. Nghèo cơm áo nhưng không nghèo chữ, ông được cả gia đình dành dụm chăm lo để cắp sách đến trường. Thông minh và chăm chỉ, năm 13 tuổi 1924, ông đậu thủ khoa trường huyện. Cuối năm đó, ông vào Huế để học ở trường Quốc học với sự giúp đỡ của hai người chị ruột. Từ quê nghèo ra cố đô, con đường mới mở ra trước mắt ông, con đường của tri thức với vận mệnh của đất nước. Những năm đầu thế kỷ 20, các chiến sĩ nung nấu và truyền bá ngọn lửa yêu nước thương nòi trong lòng dân tộc. Tháng 7 năm 1925,
nhà yêu nước Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình. Ông cùng các bạn học ở Huế đấu tranh bảo vệ cụ Phan. Trước phong trào của nhân dân đòi ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu, toàn quyền Pháp Varennes phải nhượng bộ, đưa tiên sinh về giam tại Bến Ngự. Tại đây, nhờ tủ sách của ông già Bến Ngự, anh thanh niên Võ Nguyên Giáp tìm đọc báo Việt Nam Hồn, Người Cùng Khổ của Nguyễn Ái Quốc. Một chân trời mới, chân trời cách mạng hé mở trước một người trí thức trẻ. Có thể nói trường Thăng Long Hà Nội là chặng dừng chân đầu tiên của con đường dài đi làm cách mạng của đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trước khi đến làm giáo viên dạy môn lịch sử ở trường Thăng Long nổi tiếng, ông đã lần lượt đỗ tú tài triết học, đỗ thủ khoa môn kinh tế chính trị trong kỳ thi tổng hợp và thi học sinh giỏi toàn Đông Dương. Rồi ông lại thủ khoa thi cử nhân luật. Ông trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương từ những ngày hoạt động ở Huế. Ở Hà Nội, vừa dạy học vừa hoạt động cách mạng, ông gặp lại bà Quang Thái, cựu nữ sinh Đồng Khánh, đảng viên Cộng sản, em ruột nhà hoạt động cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai. Hai người từng gắn bó với nhau ở Huế, ở Vinh. Gặp lại ở Thăng Long, họ trở thành bạn đời và đồng chí. Ở trường Thăng Long, thầy giáo Võ Nguyên Giáp để lại dấu ấn sâu đậm trong tình cảm một thế hệ học sinh Hà Nội và một người thầy mẫu mực phong cách, sâu sắc tri thức, nồng ấm ngọn lửa yêu nước trong từng bài giảng. Tôi là học sinh trường Thăng Long. Thế thì ở học sinh trường Thăng Long, học thầy Giáp dạy tôi muốn năm liền. Thế thì như thế là thầy ở nhà số 26, mà ở một cả một cái tầng gác trên ấy, cái nhà số 26 cách nhà tôi mấy nhà. Thế hàng ngày thì thầy vẫn đi qua đây. Thế chúng tôi học sinh học trò bây giờ những anh em mà có tuổi rồi ấy, mà còn sống như tôi, thầy có anh hơn tôi, thế thì như thế là sống lâu hơn tôi mà, thì như thế là rất thích thầy. Là vì thầy giảng rất là khúc chiết mà rộng lắm, giúp cho chúng tôi hiểu rộng lắm. Lúc gì sách báo làm gì nó của tàng Pháp, nó làm gì có những cái nói rõ những cái chuyện như thế, nhưng mà thầy giảng tôi gọi là thoát sách, thì anh em mở rộng kiến thức lắm, thích lắm. Chính vì vậy mà đến tận hôm nay, các trò cũ dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hy vẫn không quên nghĩa thầy trò từ thuở thiếu niên. Thường những dịp lễ Tết hoặc lúc thư nhàn, thầy trò Thăng Long xưa lại chống gậy đi gặp nhau, ôn lại kỷ niệm một thời trẻ trung và hoài bão, nuôi chí nam nhi vì nghiệp lớn. Từ năm 1936 đến năm 1939, trong thời kỳ mặt trận dân chủ, thầy giáo Võ Nguyên Giáp tham gia Ủy ban hành động nửa hợp pháp của Đảng. Để đấu tranh tuyên truyền vận động cách mạng, ông tham gia làm báo, thường xuyên viết bài bằng cả tiếng Pháp cho các tờ Tin Tức, Tiếng Nói của Chúng Ta, lên án chính sách cai trị hà khắc của Pháp ở Đông Dương. Trong phong trào Đông Dương Đại hội, ông được bầu làm chủ tịch Ủy ban báo chí Bắc Kỳ. Cũng trong thời kỳ hoạt động này, ông cùng với đồng chí Trường Chinh biên soạn cuốn Vấn đề dân cày, bút danh Hoa Ninh và Dân Đình, kể rõ nỗi cùng khổ của dân cày dưới ách thực dân phong kiến, nêu yêu sách trao lại ruộng đất cho nông dân. Đại chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ, tháng 9 năm 1939, bọn phản động thuộc địa ở Đông Dương lùng bắt những người cách mạng. Cùng với nhiều đảng viên, ông chuyển vào hoạt động bí mật. Năm 1940, ông được Bí thư Trung ương Đảng lâm thời Hoàng Văn Thụ trực tiếp giao nhiệm vụ sang Trung Quốc gặp lãnh đạo của Đảng đang hoạt động ở nước ngoài. Những đôi bạn ngày nay tâm sự bên bờ hồ Tây phẳng lặng, mấy ai đã biết rằng
Cũng ở nơi này cách đây hơn 60 năm, từng có một cuộc chia tay của hai vợ chồng cách mạng, vừa trò chuyện vừa cảnh giác đề phòng tai mắt của quân thù. Đúng vậy, một chiều tháng 5 năm 1940, trong không khí khủng bố bao trùm phố phường Hà Nội, trên đường Cổ Ngư, ông cùng chị Quang Thái gặp gỡ trước lúc xa nhau. Cháu gái Võ Hồng Anh của ông bà lúc bấy giờ còn ẵm ngửa. Kẻ ở người đi, phút chia tay bệnh rịnh, hẹn gặp nhau khi cách mạng thành công, ngờ đâu đó là lần gặp cuối cùng. Ông cùng đồng chí Phạm Văn Đồng được giao liên của đảng bố trí đi Vân Nam bằng tàu hỏa. Để tránh sự kiểm tra của Pháp, hai ông xuống cách thị xã Lào Cai một ga, đi bộ đến bờ sông Nậm Thi, rồi bí mật vượt sông bằng bè nứa. Sang đất Vân Nam, hai ông cải trang thành người Trung Quốc, rồi đi tiếp lên Côn Minh. Dọc đường, cả hai phải luôn tìm cách lẩn tránh nhân viên đường sắt và đặc vụ tưởng giới thạch kiểm soát vé và hộ chiếu. Côn Minh hồi đó là hậu phương chống Nhật ở phía tây nam Trung Quốc. Dưới chế độ quân phiệt của tướng Quốc dân đảng Long Vân, đời sống nhân dân nghèo nàn và lạc hậu. Kiều bào ta ở Côn Minh khá đông. Được sự giúp đỡ của đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng ta xây dựng nhiều cơ sở bí mật trong kiều bào. Bọn Quốc dân đảng Việt Nam cũng có mặt. Chúng dựa vào nhà cầm quyền Quốc dân đảng Trung Quốc hoạt động công khai. Ông và đồng chí Phạm Văn Đồng đóng vai người Hoa ở nước ngoài trở về Tổ quốc, bí mật gặp đồng chí Phùng Chí Kiên, ủy viên Trung ương Đảng công tác ở nước ngoài. Sau khi nói chuyện về tình hình kiều bào, tình hình cuộc chiến tranh chống Nhật của Trung Quốc, đồng chí Kiên cho biết công tác của hai anh phải đợi đồng chí Dương về quyết định. Một tuần sau, hai ông chuyển sang chỗ ở mới, ở cùng đồng chí Cao Hồng Lãnh từ Diên An về. Hồi nó ở đó gặp bác, trong cái lúc nó xuống nó gặp bác, thì vừa anh Đồng anh Dấp rồi ra gặp. Thế thì hồi nó tôi ở Phùng Chí Kiên, thì Phùng Chí Kiên với tôi do là đi đón tiếp anh Đồng anh Dấp. Vì xếp nhà ở. Thế là do tôi cùng với Đồng Giáp ở chung cái nhà, ở một cái ngõ hẻm trên con đường Thanh Văn, là con đường trước cái trường đại học Văn Nam. Ba anh em ở đó, thì hai anh em ở trên gác, bọn tôi ở dưới này. Mà anh Đồng anh Giáp thì cứ muốn ba anh em cứ nằm chung một chỗ. Tôi không chịu, bởi vì tôi hai rụt rịch lắm, nằm ngủ đâu cửa. Tôi nói tôi nằm tôi đụng đậy mấy không ngủ được đâu, tôi ngủ riêng. Ông cứ kéo tôi ngủ. Thế sau là hai anh ngủ tôi ngủ bên này. Thế thì ở đó thì anh ấy mới ra thì chưa ước chân ráo, thì tiếng Tâm chưa biết, thì tôi là biết ít nhiều. Thế tôi là lãnh cái phần là đi tiếp xúc ông ngoài, cho nên đi mua, đi bán, đi hỏi, đi hoan gì đấy. Cho nên mỗi ngày thì anh tôi cứ ra chợ rồi mua ít thức ăn về, thế rồi ngồi rồi là ba anh em cùng làm nhau rồi sòn nấu ăn. Trong khi chờ đợi đồng chí Dương, hai ông thường ra Thúy Hồ ngồi học tiếng Trung Quốc. Cảnh vật nên thơ nhưng không sao xua tan được tâm trạng thấp thỏm của hai ông chờ gặp người sẽ giao công tác cho mình. Tuy không được nói rõ đồng chí Dương là ai, nhưng qua thái độ kính trọng của mọi người khi nhắc đến tên, hai ông đoán đồng chí Dương chắc phải là một nhân vật quan trọng. Ông liên tưởng đến lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mà ông từng được xem ảnh thời hoạt động trong phong trào học sinh yêu nước. Sang đầu tháng 6, đồng chí Phùng Chí Kiên rủ hai ông đi Thúy Hồ. Đến nơi thấy có hai người ngồi trong một chiếc thuyền. Nhìn người đứng tuổi, gầy gò trong bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu xám, đặc biệt có đôi mắt rất sáng, ông nhận ra ngay đó là Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí Dương rời thuyền lên bờ, vừa đi dạo quanh hồ vừa nói chuyện. Năm 1940, tôi được anh Hoàng Văn Thụ cho biết quyết định của Trung ương là tôi đi Côn Minh, ở đó có thể gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc và cùng đi, thì có anh Đồng cùng đi. Lúc bấy giờ tình hình thế giới và trong nước đang đứng trước những cái biến chuyển có thể nói là long trời lở đất về chiến tranh, về cách mạng. Thì tôi đi sang Quân Minh được anh Phùng Thị Kiên, anh Vũ Anh, anh Cao Hồng Linh đón, và có đồng chí đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Quân Minh thì về ở một nhà với là anh Phùng Thị Kiên. Thì các anh nói là đồng chí sang như thế là rất tốt,
là anh và anh Đồng đợi đồ mấy hôm nữa thì có cấp trên đến gặp. Thì mấy hôm sau thì các anh đã nói là đồng chí Vương là đến và sẽ đợi hai anh ở Thủy Hồ. Hôm sau là nhận được một cái điện ký tên là Hồ Quang, nói là đồng chí Lâm là anh Đồng và đồng chí Dương ở lại, là bởi vì Paris đã thất thủ, ta ở lại về nước làm việc. Để mấy hôm sau thì anh Phùng Chí Kiên đến, chúng tôi về Quế Lâm. Rồi một thời gian sau thì bác về. Rồi tôi nhớ mãi là lúc mà gặp bác ở Quế Lâm, ở ngoại ô Quế Lâm trên một bãi cỏ đó, thì bác bao giờ con người cũng bình thản thế. Nói bây giờ là tình hình thay đổi rồi, là bây giờ các đồng chí không phải đi chiến đấu nữa mà trở về Cao Bằng chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Bác Bó, ngọn nguồn của cách mạng Việt Nam. Mùa xuân năm 1941, trước cao trào cách mạng đã lan rộng trên toàn quốc, Bác Hồ về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước đang bước sang giai đoạn mới. Từ Bác Bó, ngọn lửa cách mạng nhanh chóng lan rộng khắp đất nước. Trước đó không lâu, tiếp theo khởi nghĩa Bắc Sơn là khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ. Cờ đảng lần đầu dương cao ở Cà Mau, vùng đất tận cùng Tổ quốc. Hàng ngàn chiến sĩ khởi nghĩa bị đàn áp đẫm máu. Nhiều đồng chí lãnh đạo trung kiên của đảng như Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu bị kẻ thù hành quyết ở Hóc Môn. Những chiến sĩ tiền bối đã ngẩng đầu trước kẻ thù. Giam Quả Lò Hà Nội, nơi bà Quang Thái và các đồng chí của bà bị kẻ thù tra tấn dã man. Trước khi bị địch bắt, bà Quang Thái làm liên lạc cho Trung ương, sau chuyển vào Sài Gòn để liên lạc với Nguyễn Thị Minh Khai. Trong tù, địch dùng mọi cực hình tra tấn để truy tìm đường dây liên lạc với đồng chí Hoàng Văn Thụ, nhưng bà một mực không khai, giữ tròn khí tiết người cộng sản. Bà mất tại nhà giam Quả Lò Hà Nội, không có ngày đoàn tụ với chồng con sau ngày cách mạng thành công. Tháng 4 năm 1945, tôi là đội viên trong đội cứu quốc quân mang tên Phạm Hồng Thái, hoạt động ở các xã phía tây huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sát chân núi Tam Bảo. Lần đầu tiên được gặp đồng chí Võ Nguyên Giáp từ hội nghị quân sự Bắc Kỳ trở về. Lúc đó tôi thấy trên áo đồng chí còn mang băng tang. Sau này tôi mới biết là tại hội nghị quân sự Bắc Kỳ, đồng chí Giáp đã được đồng chí Trường Chinh báo tin chị Quang Thái đã mất tại nhà lao Hỏa Lò, Hà Nội. Ngày nay, bà Quang Thái yên nghỉ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Bà cũng như những người chiến sĩ tiền bối đã chiến đấu kiên cường, ngã xuống trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, sống mãi trong trái tim các thế hệ Việt Nam.